tuyệt đối chú ý khi mua cái dòng máy khoan này anh em nhá. Không là anh em mình cũng vỡ alo ấy anh em ạ. Đây cho anh em xem này. Em thấy mình đang dùng cái máy khoan thì không? Anh em nhìn chắc biết ngay là mẫu gì đúng không? Mẫu này rất đỉnh cao của anh Nhật Bản anh em ạ. Hàng xách tay về nhá, máy của Nhật luôn này. Chạy con này thì quá tuyệt vời luôn, chỉ có mỗi một điều là pin rất kém. Pin đi theo nó là pin NiMH nhá. Và bên mình đã tiến hành độ lại pin anh em ạ. Chuyển sang dùng pin lithium 6 quả lắp bên trong. Cả hai viên luôn đây. Cho anh em xem này. Pin cũ ban đầu của máy thì mình đã vứt đi rồi anh em ạ. Nó đấy còn đâu mà. Đây là pin mình đã độ lại. Đấy, và sử dụng vẫn sạc theo sạc trong máy là mình đã tháo bỏ hết ruột đi rồi. Và lắp ruột mới anh em nhé. Nhưng vẫn giữ cái đèn báo này. Đèn xanh là đầy, còn đèn đỏ là đang nạp. Đấy, tức là vẫn giữ đèn báo cho máy để anh em giữ được cái bộ sạc gốc. Và củ sạc thì nhìn vẫn như nguyên ban đầu này, không gì thay đổi luôn này. Rất là ok, quá chất lượng luôn. Hãy cho anh em xem nhé, nạp. Đấy, cắm nạp nó sẽ báo đèn đỏ nhá. Đầy sang đèn xanh, nạp rất bốc luôn. Đây. Có ok không? Anh em thấy có chuẩn đúng không? Đấy, anh khách này anh ấy gửi bộ về nó. À, ông này chắc mua hàng bãi sao ấy. Thành ra là nó có một bộ như này. Bên mình đã tiến hành thay hết rồi nhá. Riêng dòng này thay là được 6 cell. Pin cũ của máy là pin NiMH thì nó chỉ dung lượng tầm khoảng 2A thôi. Thì anh em thay pin mới này nó lên được 4A anh em nhé. 4A rất khỏe luôn. Nên là máy của này sẽ là 12V 4A. Khỏe hơn pin cũ và trâu bò hơn. Chạy bền hơn. Và vẫn sử dụng cái củ sạc như vậy. Chứ không phải đấu đá thêm. Đó, rất là tiện này. Chân cắm vẫn như vậy nhá. Chân vẫn như vậy này. Nhưng mà cái củ cái chỗ cắm pin này là độ pin cái mạch khác của nhau, nên là anh em không lắp được cái sạc gốc nhảy đâu nhá. Cái sạc nhà phải chú ý nhá, cắm vào nó không nhận đâu mà cắm hỏng ấy. Ở đây bây giờ là cái sạc này chỉ chuyên cho dùng pin này thôi, nhưng mà vẫn dùng chân khớp như vậy, nhưng không phải thay chân. Để chú ý khi sạc này, độ pin lithium này, độ pin lithium này, để quay cho anh em dễ nhìn. Đây, anh em nào mà xác định mà mua các máy của Nhật bãi ấy, thì lên cân nhắc qua cái dòng sạc này. Tức là mua máy Nhật bãi ấy, thì nên mua cái loại có hộp pin to này. Anh em độ rất dễ nha. Chứ còn nhiều anh em tiết tiền là hoặc là thấy máy nó đẹp ấy, mua các cái dòng mà học pin nó bé, sau không độ được pin lithium đâu. Lắp pin cũ chán lắm, mà lắp pin khác kia vào nó không khớp anh em ạ. Đấy. Còn máy này chạy chất lượng lắm em. Máy này là máy rất lâu rồi, chạy qua nhiều thế hệ nhiều đời rồi mà chạy vẫn còn ngon này. Phải nó công nhận đúng là hàng của anh Nhật, nó vẫn là cái gì đấy rất ghê gớm.